chơi hẳn khoảng đến năm đầu xuân đến lì xì con mà thấy được giá là cho lên đường, còn không thì thôi. Lì xì là như thế nào, lì xì con là như thế nào anh? Và bán nhiều nhưng mà không bán. Lì xì con bao giờ nó cầm tiền thì mới bán. Có nghĩa là người ta đến mua rượu này nhưng mà phải đưa tiền cho bé thì đưa bao nhiêu mà cảm tưởng nó cầm được thì bố thế là anh có huấn luyện polymer với lại tiền giấy không đấy? Anh huấn luyện xanh rồi. Anh huấn luyện đồng xanh à? 20.000. Không, 20.000. Xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong cái đầu năm nay. Đây, tiếp tục là những cái con diều giá rẻ đấy. Từ đầu năm giờ thì rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình, các bạn mấy cái bạn kiểu bé bé mình lớn thì không nói, nhưng mà những cái bạn bé thì mình phải cân nhắc đấy, cân nhắc tất cả các bạn trước khi nhắn tin cho mình đấy, tại vì tránh cái trường hợp là mình không trả lời được hoặc chưa trả lời được. Hôm nọ có một thằng nhắn tin cho em, thằng hỏi. Bạn có một bạn, một cái thằng bạn một cái thằng bạn nhắn tin cho em, nó bảo là anh có diều 200 không, em bảo không có. Thế xong nó hỏi có diều 1.2 triệu không, à 1.3 triệu không, em chưa kịp trả lời. Thì nó lại hỏi là thế có diều 6.7 triệu không. Ui rồi, nó cứ 37 37 kiểu như là ấy, kiểu thằng Phương hay treo ấy hả. Thế em biết ý cái đó, xong em nhắn tin lại thì em trả lời kiểu đấy rồi. Nhưng xong cuối cùng nó chửi luôn. Ai dạ, nó bảo nó mua nhưng không bán à, nó hỏi từ con 200, nó không mua con 200, nó mua con 6.7 triệu. Thôi, quay vào cái chủ đề chính thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem những cái con diều nó giá nó cực kỳ rẻ. Bán theo cái kiểu nào nhỉ? 2m6, 260 thì là bao nhiêu tiền? Chỉ là bao nhiêu? Tí nữa thì xong. 2m6, 260 thì nó rơi vào tầm bao nhiêu tiền anh nhỉ? Không, anh không tính, bây giờ anh không tính theo mét rồi, anh tính theo thủ quỹ. Thủ quỹ cầm bao nhiêu là bán vào đấy. Giờ ai tao bán tiểu có nhập phải thủ quỹ vẫn chê tết. 2m6 mà 260 thì là 10.000, à 1.000 một phân à, phải không? 10 phân 10.000, 1m100.000 phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây thì đây có ba con diều cho các bạn lựa chọn, rất là nhiều bạn, nhưng mà ba con diều này là anh em muốn mua là phải đến nhà hả, anh em hiểu không? Đến nhà anh Phong đấy. Những con diều này sau này nó sẽ có đuôi, các bạn thích đuôi cá thì có đuôi cá, mà thích đuôi rái có đuôi rái chẳng hạn. Những con này nó chưa đuôi đấy. Không, bao giờ có tiền mới mọc đuôi. Bao giờ có tiền nó mới mọc đuôi à? Ông Bánh không bảo có tiền mới mọc thì đuôi, không có tiền. Con gái là cười vô vào mặt. Con này là 2m mấy anh nhỉ? 2m86. 2m86 là 286.000 à? Bán bổ mặt mày nữa. Cứ kiểu như công ty thôi, hạ nó xuống đây. Đấy, cho nó nằm xuống đây. Thế sao con diều kia nó hoàn toàn vằn đấy nhỉ? Người ta bảo là làm cho con chơi để con. Đâu? Đây. Làm cho con chơi. Nào, dựng lên. 2m86, bán diều đúng kiểu như là kiểu công ty luôn các bạn ạ. Giá kiểu giá niêm yết đấy. Chớm mà cả phát thân ra. Nhưng bảo rồi, đầu xuân năm xuân là thì cứ mừng tuổi bao nhiêu thì tay này cầm được à, bán. Con nhỉ? Cầm được là con bán. Ok, con ok. Bảo chú ba đến 5 lít đây. Con này là mét mấy anh? Mét 6, mét 7. 1m6 à? Ừ. Như con mét 6 này không có cái giá là 160 phải không? Con này chắc chỉ tầm 100 chứ mấy? 200 đã bảo làm cho con chơi vậy còn. À, 100 thôi, con này 100 thôi. Ừ, 100. Cứ polymer xanh là nhà con cầm hết. À, xanh lá cây cũng được nha anh em nhá. xanh lá cây được hết. Anh em cứ chơi xanh lá cây cũng bởi được. Bởi vì nó không giới hạn là bao nhiêu tờ. Admin sang năm mới không được bốc phép nhá, xạo lìn nhá. Anh có xạo lìn em đâu. Em thấy năm nay anh ấy bốc phép, trình độ bốc phép nó cao hơn rồi. Ui giời, ngày càng thăng tiến. Rồi đây nhỉ? Anh em còn nhiều bạn hỏi mình là như thế này: anh Phong làm diều uy tín không? Uy tín hay không thì các bạn tự đánh giá qua những cái video năm trước mình đã từng quay với anh ấy. Gọi là trong năm trước có khả năng em quay với anh còn nhiều hơn là là đi quay linh tinh. Đấy. Nhiều mà, năm trước nhiều nhưng đấy, năm nay anh bận. Còn cả cái video giặt diều trên tầng cũng trong năm trước hay năm ngoái nhỉ? Năm trước. Năm trước thôi phải không? Số chỉ là năm trước thôi. Đấy. Đây là một con 2m6, 260 nha anh em nhá. Giá là giá chuẩn đấy, không mấy đâu, không anh ấy không nói điều đâu. Đấy, còn những cái con diều bé bé như thế này thì giá cụ thể thì đại loại là cứ tầm 160 gì đấy, 1m6, 160 bán theo kiểu 10.000 một phân anh em hiểu không? 1m lại 100.000. Kiểu kiểu nó như thế này. Nhưng có khả năng là vui vui ấy, anh em mà đến mà Đại Ca Phong này thì lại rất là khoái cái món kiểu là kiểu rượu chè ấy, có rồi. Đấy. Tiếc rồi.
bây giờ mới được có con gái thôi, anh em nào có rượu mà đẻ con trai mang đến đây phòng nữa. Con trai sắp đẻ nữa rồi. Này, à, em nói thật với anh nhá, nó chưa thò ra ngoài các bạn ạ. Nó chưa ra ngoài, chưa biết được. Biết đâu đến cái lúc đấy bà mụ bà cáu à đập pẹt phát nó lại tụt vào làm nào. Tao mày làm cái đầu đít. Đợi đến cái lúc nó đẻ ra nhá. Gấu hả? Cá đấy nhà. Con đây, bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem cái khu vực làm việc trong năm mới. Ối rồi, sao nó sạch sẽ đây. Ờ, mới bày từ sáng giờ. À, ờ, đây là một con diều anh cũng đang vót. Đây xong một nan rồi. Chưa, còn một lâu. Cái này chưa xong à? Chưa. Xong lại còn phải nắn à? Ờ. Nắn xong lại còn phải ráp nữa phải không? Nó tỉ thứ việc em ạ. Nó phải đâu phải đơn giản. Làm xong lại nắn với lại ráp nữa. Ui. Đây mình sẽ cho các bạn xem nó cong như thế nào. Mà không đẹp thì người ta nói lại. Đâu phải làm con diều dễ đâu. Bán diều nó phải lịch sự với anh ạ. Nó phải uy tín. Đây. Mà tại sao con diều nó đắt? Mọi người cứ chê là mua diều tại sao nó đắt mà cũng chỉ từ những thanh tre đây. Đấy, anh cho em xem nếu mà tre thì đây cái thanh tre nó như thế này mà xong lại phải nắn nó thẳng. Đây là còn thẳng rồi nhá. Anh cho em xem cái thanh kia. Đây cho em xem. Đây nó vẫn còn là thẳng đấy. Nếu mà bình thường. Wow, các lòng. Ông làm đúng không? Cái này đúng người ta nó gọi là kiểu hoàn toàn là vằn. Này tre của ông Trung nó còn cong hơn này nhiều ấy. Cho bạn xem. Nếu mà nó cong chiều như này em thì đúng không? Cong chiều như này thì mình làm sẽ dễ. Nhưng mà nó cong phần thịt này. Có nắn vào răng. Này. Về sau nắn xong về sau nó vẫn không thành diều. Sau nó vẫn phải thẳng này. Nó thẳng nhưng mà có nghĩa là mình thả vài gió xong rồi nó lại hồi lại cho làm sao mà nó giữ nguyên được mãi. Em hiểu ạ. Đấy, rất là vất vả. Cái công việc em già rồi thì cũng phải xuống sức mới lại. Anh hơi bị nhầm ấy, em hơi bị đẳng cấp ấy. À, ừ. Đẳng cấp nó là mãi mãi rồi. Ở trên kia có ai ấy. Chẳng qua là nhiều khi là hơi say đi thôi. Đẳng cấp vẫn em say em vẫn chuẩn. À, thì trong cái video này kia có ba con diều kia là gọi là có sẵn nhá, cho những cái bạn mà thích chơi diều liền giá rẻ ấy thì qua trực tiếp nhà anh Phong, địa chỉ là ở cái gì đây? Tân Quang à? Anh chẳng biết. Tân Quang Đầu Mỹ Bắc Giang nhá, anh em đến thì có thể liên hệ với Facebook Phong Bụi hoặc số điện thoại của anh Phong. Số điện thoại là gì thì mình không nhớ, tí mình mới xin lại. Như một cái loại mà cái tre nó thẳng thì không sao, nhưng mà cái loại tre mà nó cong cong như thế này thì anh nắn gọi là làm thành một con diều nó tầm bao nhiêu lâu? Anh không hình dung làm nó có phải là làm phát nắn này nó phải nó có thời gian, nó có phải là có thời gian nhất định đâu phải không? Ví dụ như tre nào mà nắn nó dễ thì nó nhanh, mà tre nào nó khó như thế này thì nắn nó lâu. Như thế này nắn lại thành nhanh nhá. Thế à? Nếu mà cái phần thịt nó kiểu như đâu nhỉ, anh cho em xem tre nào nó dễ này. Cong ngược. Ý là cái thịt này nó đang bị cong ngược lại. Cong ngược lại thịt này. Cong ngược ấy thì nó lại đơn giản hơn là cái phần thịt nó gập hẳn xuống phải không? À, nó cong xuống này. Ừ. Thì nắn lên xong ấy vào thả một thời gian nó lại cong xuống này. Em hiểu rồi, anh mô tả đi em hiểu rồi. Sau 2 năm làm YouTube thì khi mà mình chứ còn che thẳng thôi hả? Vậy là chắt lọc được những cái kinh nghiệm này thì khi mà người ta nói cái gì mình cũng rất là dễ hiểu. Đấy là nó làm con diều đẹp chứ. Chị đi đâu à? Che nó phải tương đối như thế này. Đầu. Nó phải tương đối như thế này. Đây làm cần câu à hay là mới vót được một đầu? Anh vót mới được một đầu, mỗi khung một đầu. Đẹp nhỉ. Anh vót khung nọ khung kia mà. Che đẹp phết này. Che lại bình thường. Tre này thì nó chưa phải là già nhưng mà nó đẹp, nó thẳng, nó đẹp. Ừ, tre này cũng bình thường. Đâu, ở đây có cây nào già? Già thì nói thật là đây này. Phải vót ra thì nó như ấy. Đây, cái đen đen đây. Không phải. À, đâu? Cái khung ấy nó vót rồi. Đây. Đâu? Về cái diều của anh Phong anh làm để mà anh vừa chơi xong lại còn vừa bán cho mọi người thì các bạn cứ chắc chắn một cái điều là tre nó khá là già. Đây, tre nó phải. Tại vì anh ấy để chơi mà. Đấy. Anh ấy để chơi cho nên là tre vót nó bị gãy đâu. Đây, nó cứ quằn tít và nó có bị gãy đâu. Không bị gãy cả đâu. Đây đấy. Em nhìn những cái tớp đây, đen đây rồi. Đen này. Đấy. Không phải đen nhưng mà những cái tớp này nó có bị gãy gập đâu. Nó vẫn cứ quằn tít đến lúc mà em vót hết đi. Nhiều người ta vót tre đen non là nó đứt. Đây nó cứ gập này. À. Đây là cái bọc nó thì không nói, nhưng mà nhiều người ta vót kể cả trên này nó vẫn bị gãy gập. À. Đấy là do tre do người vót. Nói chung là nó do tre. Còn người vót thì càng không biết vót. Đấy nhá, có cái video này luôn đấy, cho nên là tất cả các bạn mà sau khi mua diều của anh Phong mà cảm thấy mà muốn phản hồi lại là cái tre này nó già, nó bị non ấy,
tre của anh non mà thả lên rời nó gãy nó đều ấy, thì có thể lấy cái video này và mang lại cho anh xem cho nó thoải mái đấy. Ừ. Không xem ok mà. Luôn còn rắn nhỉ, đây là không hơi cong nhìn lúc quả này đây. Sau khi show xong cái chỗ làm việc và tất cả những cái quy trình anh ấy làm diều thì chốt lại là ở đây là có 3 con diều này cho các bạn. Đấy. 3 con diều này cho các bạn. Chốt thẳng căng luôn à. 160 285 à? À 286. Và con này 206 đều. Vua diều 6 vẫn không bằng anh. Sao toàn hả? Em à, không không đỉnh em, rồi. Đỉnh. Em thôi show thôi cho anh em xem quả. Thôi. Vua diều 6 mà của anh hả? Ôi, đỉnh rồi, không làm gì được. Con này đúng con này. Anh làm diều. À, anh làm xong anh còn không anh làm tin diều, anh làm xem diều xấu này. Sẽ phong thủy không? Sao phong thủy? Sao con này lại xấu, có cái quái mà xấu nhìn nó đẹp thế này. Không, có nghĩa là tre có. Đấy, như anh nói với em nó gãy gập này. Cái này nó gập hẳn xuống. À. Nhìn vẫn cân vẫn đẹp rồi. Không, nhưng nó bị gập hẳn xuống, không thích lại. Những người có kinh nghiệm như anh cơ thì nhìn nó mới ra xấu, còn như em thì nhìn nó không ra xấu. Anh nhìn những con diều nó không ưng vào mắt của anh phải làm lại. Ok, đấy thì trong cái video này chủ yếu trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn show và tìm cho các bạn đây. Theo yêu cầu của các bạn, các anh tìm con diều vài trăm nghìn đi, mấy trăm nghìn, dưới 1 triệu đi thì đây. Tất cả những con diều ra diều liền này thì giá nó rất là rẻ các bạn ạ. Đấy. Kiểu như anh làm diều theo kiểu phong thủy ấy, toàn 86, 86, 86, 68 gì ấy. Đây đây, con này cũng 1m6 phải không? Con kia 8 thôi lại làm hẳn 86, sao không làm 86? Nó thế nào thì làm như thế em. 86 là kiểu phát lộc à? Mãi phát lộc. Mãi phát lộc à? Có nghĩa là con này mãi phát lộc à? Mãi phát lộc có nghĩa là đâm phát, cất dây luôn. Ờ. Và phát lộc mà. À, phát lộc cho người khác. Phát lộc. Thôi, không chấm gió với anh em, nó video này có khả năng là mình kết thúc tại đây để mình đi về thôi. Lần sau khi những con này nó xong thì có khả năng là mình sẽ đưa các bạn đi test những cái con này. Đấy, con này thì có khả năng có 6 mini à. Đôi hôm nữa. Bởi vì anh ở nhà 1 2 nữa thì rảnh thì anh làm thẻ luôn. 160 con này là được tặng một cái 6 mini chứ nhỉ, đầu năm. Ui, ok luôn các bạn. Ok nhá. Đơn giản. Chốt nhá. 6 nhà anh không có gì ngoài 6, mỗi tội chưa làm đâu. Chốt hộ các bạn nhá, bạn nào mua con mini này là được tặng một cái 6 đơn mini ấy, hợp với cái diều này luôn. Đấy, thoải mái chưa? Admin quá ok luôn. Anh được cái đầu xuân năm sớm không chê vào đâu được. Đấy, kèm theo anh rượu. Bỏ rồi. À, kèm bỏ. Kèm theo rượu là được tặng con này luôn. Sau cái câu đấy là anh bỏ. Ok. Bye bye tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video test con diều này lần sau. Anh em cảm thấy video này của mình hay và anh Phong có cái tóc đẹp thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhé. Hết Tết rồi, mặt mai chưa? Cắt. Đấy, dấu hiệu của Tết. Hết rồi. Qua đẹp mượt luôn. Còn gì nữa đâu. Đùa, mượt hơn tóc đàn bà. Còn gì nữa đâu.